Chào mừng các kiện tướng đến với tâm điểm tướng Alistair. Ác thần xảo quyệt. Sở hữu đôi bàn tay khéo léo đến mức hắn có thể dễ dàng thực hiện tất cả mọi thứ phép thuật. Đặc biệt, Alistair rất thích biểu diễn với những khán giả đã bị hắn điều khiển tâm trí. Và đó cũng chính là cách hắn thực hiện những thí nghiệm nhẫn tâm lên con người. Thông thái và gian xảo, kèm theo bản chất tò mò, Alistair cực kỳ khao khát tìm kiếm sự đột phá các giới hạn của nhân loại. Rất trêu thay, tất cả những thí nghiệm đó là chỉ nhắm vào các mảng đen tối nhất của nhân loại như cao ngạo, ghen tị, tham lam và lười biếng. Chẳng có gì khiến Alistair thích thú hơn là tìm thấy các thí nghiệm mới. Danh tiếng của hắn ngày một vang xa, người sợ vẫn sợ, kẻ ham muốn vẫn ham muốn và kéo đến như bầy thiêu thân bay vào lửa. Chính vì điểm này đã khiến Alistair khẳng định những gì gã đang làm là chuẩn xác. Tốt cùng của giới trá là gì? Đó là sự thật. Và sau đây là những nghệ thuật hắc ám của hắn. Nội tại ma thuật đen giúp Alistair nguyền rủa đối phương sau mỗi kỹ năng hoặc 3 đánh thường. Đủ 3 điểm cộng dồn, lời nguyền sẽ gây thêm sát thương chuẩn. Kỹ năng thứ nhất của Alistair là triệu hồi một rào chắn ma thuật, có tác dụng làm choáng và gây sát thương phép lên kẻ địch. Đồng thời, thêm 1 điểm cộng dồn lời nguyền. Kỹ năng này có tác dụng như một công cụ giúp hắn hoàn thành chuỗi kết hợp chiêu thức của mình một cách chính xác và tinh tế. Kỹ năng tiếp theo cho phép Alistair triệu hồi một ma trận gây sát thương liên tục lên kẻ thù. Sát thương đầu tiên và cuối cùng giúp hắn cộng dồn thêm 1 điểm lời nguyền. Chiêu cuối của Alistair giúp hắn có thể khống chế tướng địch trong nhà tù ma thuật và gây liên tục sát thương phép trong 2,5 giây. Với khả năng giữ chân tướng địch từ xa, Alistair dễ dàng phối hợp cùng đồng đội tiêu diệt các đối thủ đơn lẻ đi cùng đường khi hắn đạt cho mình cấp độ 4. Và trong các pha giao tranh, sự có mặt của Alistair khiến xạ thủ đối phương phải di chuyển về chân hơn rất nhiều, nếu không muốn là nạn nhân khi đi vào đủ tầm khống chế của hắn. Chẳng có gì tuyệt vời và hấp dẫn bằng chính bản chất của nhân loại. Đó là lời cuối cùng mà các nạn nhân có thể nghe được.